Thưa quý vị, theo cơ quan khí tượng, dự báo năm nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày. Nguyên nhân nắng nóng kéo dài sau Tết Giáp Thìn chủ yếu là do hệ thống thời tiết trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động mạnh, chi phối chính đến thời tiết khu vực tại đây. Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, so với tháng 2 của năm 2016-2020 thì tháng 2 năm 2024 cường độ nắng nóng có phần gay gắt hơn. Dự báo năm 2024 nắng nóng diễn ra gay gắt, sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày liên tục, tập trung trong tháng 3 và tháng 4. Nắng nóng xảy ra diện rộng với cả khu vực Nam Bộ. Hàng năm, thời điểm những ngày đầu tháng 2, không khí lạnh còn hoạt động khá mạnh nên khuếch tán sâu xuống phía Nam làm cho nhiệt giảm. Tuy nhiên năm nay, thời điểm những ngày vừa qua, áp cao lạnh lục địa phần lớn di chuyển lệch về phía Đông, không lấn sâu xuống phía Nam. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hệ thống thời tiết tác động chủ yếu là áp cao cận nhiệt đới trên tầng cao.